Em học hết bài chưa? Hết rồi ạ. Đấy, hôm nhưng mà bài tập khó phết đấy nhở. Ui, chị học mãi mới làm được hết bài đấy. Bài tập của em không khó ạ. Thế học của chị lại khó quá. À mà nhá, lúc nào em bảo em giỏi màu sắc hơn chị đúng không? Đúng ạ. Hôm nay chơi với chị không? Có chứ. À, đây là. À, được, chị em mình chơi màu sắc không? Được. Em lúc nào nhận ra chơi màu sắc giỏi hơn chị đúng không? Quay lại đây. Bây giờ nhá, chị sẽ có một trò chơi. Em mà đọc đúng tất cả cái màu này thì em là người thắng cuộc. Còn nếu em mà không đọc được, em sẽ bị một hình phạt của chị. Hình phạt gì lúc đấy chị nói sau. Nào, bây giờ chị hỏi em màu gì đây? Màu gì? Yeah, hôm nay bạn xuống quen hết rồi. Là lá. Màu gì đây? Sai một câu nhá. Màu trên. Đúng rồi, đây là green. Không phải mà. Đây là màu vàng, yên nào mà. Hai câu sai, một câu nữa mà xu sai là xu nhá. Vào tiếp cô. Màu gì? Sáng nay ăn phải cái gì mà quên hết rồi. À đúng rồi, kia rồi. Màu gì? Là blue. Nhưng mà ba quả rồi, em sai ba quả em vẫn thua mà. Thế thì em bị thua đúng không? Bây giờ chị sẽ dùng hình phạt với em đúng không? Được rồi, đợi chị một tí nhé để chị đi lấy hình phạt cho em. Đứng yên ở đây. Không được chạy. Mim, lấy hình phạt cho em. Hình phạt đây rồi. Bây giờ nhá, em phải làm theo chị này. Em phải làm theo hình phạt đấy nhỉ? Biết chưa? Biết chưa, em phải làm chứ. Nào. Siêu nhân. Đi từ dưới kia lên, đi hết chưa? Ôi, thế là lần đầu tiên chị thắng thật siêu nhân nữa. Khoanh đi. Chị tha cho em đấy. Thấy chưa? Mình tưởng lúc nào mình cũng giỏi nhất cơ. Thôi, bây giờ chị em mình đi chơi trò khác đi. Đâu cái gì đấy? Chị non na. Thôi, chị em mình đi chơi đi. Đi chơi trò khác đi, hôm nay siêu nhân đã bị thua chị rồi đấy. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.